Hello, mến chào anh chị em và con mình đã đến với kênh Mê Xe Cổ Việt Nam, kênh nông nghiệp Việt Nam 68. Giờ đây em xin review một số hình ảnh chi tiết con xe Cúp Tôm 90 đời 99. Xe khá là đẹp, khá là xuất sắc. Sơn si là nguyên zin. Hãy đến anh em sưu tầm xe xem tham khảo. Đi con xe này thì hết nước chấm luôn. Hiện tại giờ là xe màu xanh Tiger này hiện tại bây giờ rất là hiếm, rất là ít những xe can như thế này. Anh em mà sưu tầm thì cứ vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0979 396 007, Zalo cũng gửi đến anh em xem một số hình ảnh chi tiết ở sau cái cuối cái clip. Có một khúc test máy cho anh em mình nghe đó. Rồi anh em mình có nhu cầu thì cứ vui lòng kết nối với bên Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết hơn nữa cho anh em mình xem, cho anh em mình dễ soi hơn nữa. Có nhiều khi trên cái clip này anh em mình xem nó cũng không có được chi tiết cần kẽ mấy, anh em mình không có soi được đó. Khi anh em mình có Zalo rồi không, cái anh em mình bung hình ra, anh em mình soi từng chi tiết đó. Bây giờ này, em cũng thông báo với anh em một điều là như thế này, em sẽ kết hợp hai kênh song song, Nông nghiệp Việt Nam 68, Mê Xe Cổ Việt Nam, là hai kênh thành một. Nên cũng kính mong anh chị em và con mình xem và nhiệt tình ủng hộ cho kênh Mê Xe Cổ Việt Nam được kết hợp với lại kênh Nông nghiệp Việt Nam 68. Cuối tuần em cũng mến chúc anh chị em và bà con cùng đam mê xe, cùng đam mê cây cảnh, sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Em cũng kết thúc cái buổi ghi âm ngày hôm nay. Nó thật sự là bên em cũng hơi mệt mệt tí xíu, không có nói được nhiều, nên là kính mong anh chị em mình thông cảm và cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Hẹn gặp lại anh chị em và con mình những cái video sau. Hee 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 hee.